theo là những tin tức quốc tế. Các quan chức Mỹ cho biết trường đại học Texas Southern ở bang Texas đang được phong tỏa sau khi hai người bị bắn tại khu nhà ở dành cho sinh viên. Vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Phát ngôn viên đại học Texas cho biết nghi can xả súng vẫn đang lẩn trốn và ngôi trường này đã bị phong tỏa, các buổi học cũng bị tạm hủy. Các xe cảnh sát và cứu thương đã tới hiện trường. Thông tin chi tiết về vụ bạo lực này hiện vẫn chưa được làm rõ. Trước đó, vào sáng sớm ngày 9 tháng 10, tại Đại học Bắc Arizona ở thành phố Flagstaff, bang Arizona cũng đã xảy ra một vụ xả súng làm một sinh viên thiệt mạng và ba người khác bị thương. Vụ bạo lực xảy ra do mâu thuẫn giữa hai nhóm sinh viên.